Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Không quân Brazil thông báo, chuyên cơ chở Tổng thống nước này Luis Inácio Lula da Silva đã phải bay vòng trên không do gặp sự cố kỹ thuật sau khi cất cánh từ thủ đô Mexico City của Mexico. Theo thông báo được đưa ra chiều mùng 1 tháng 10 theo giờ địa phương, chuyên cơ đang bay vòng để xả nhiên liệu trước khi quay đầu hạ cánh xuống cùng sân bay xuất phát. Ngoài ra, ông Lula da Silva dự kiến sẽ sử dụng một máy bay khác để trở về Brazil. Tổng thống Brazil Lula da Silva đã tiến hành chuyến thăm chính thức Mexico để tham dự lễ nhậm chức của Tân Tổng thống Claudia Sheinbaum vào ngày mùng 1 tháng 10. Hãng tin metropolis của Brazil cho biết chuyên cơ chở ông Lula vẫn đang ở trong không phận Mexico. Chuyên cơ của Tổng thống Brazil là chiếc Airbus A319 điều ông Lula da Silva mua vào năm 2004 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, có biệt danh là Aero Lula. Chuyên cơ này từng chuyên chở các cựu Tổng thống Dilma Rousseff, Michel Temer và Jair Bolsonaro. Tổng thư ký mới của NATO, ông Mark Luther mới đây lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và cho biết ông không cảm thấy lo lắng về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới vì ông có thể làm việc với bất kỳ ứng cử viên nào. Ông Mark Rotter bắt đầu tiếp quản vị trí Tổng thư ký NATO từ ngày 1 tháng 10, chỉ vài tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong cuộc đua giữa Phó Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, người thường xuyên chỉ trích NATO, cựu Tổng thống Donald Trump cũng từng từ chối trả lời liệu ông có muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga hay không phát biểu trước báo giới tại trụ sở của NATO ở Bruxelles trong buổi lễ ra mắt. Ông Mark Luther nhấn mạnh, NATO phải đảm bảo rằng Ukraine sẽ tồn tại như một quốc gia có chủ quyền, độc lập và dân chủ. Đề cập đến cuộc bầu cử ở Mỹ, ông Mark Luther hạ thấp mối lo ngại trong liên minh xuyên đại Tây Dương. Ông khẳng định biết rõ cả bà Kamala Harris cũng như ông Donald Trump và ông đánh giá cao cả hai ứng cử viên này. Các quan chức và nhà ngoại giao NATO kỳ vọng ông Mark Rutte sẽ duy trì các ưu tiên của người tiền nhiệm Stoltenberg. Trong đó, tập hợp được sự ủng hộ cho Ukraine, thúc đẩy các nước NATO chi nhiều hơn cho quốc phòng và duy trì sự tham gia của Mỹ và an ninh châu Âu. Một trong những trọng trách hàng đầu của ông Rutte trên cương vị mới là phải tạo ra sự đồng thuận trong liên minh gồm 32 thành viên. Năng lực phòng thủ, khả năng bảo vệ các thành viên trong liên minh với gần 1 tỷ người không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh quân sự mà còn phụ thuộc vào sự thống nhất về mặt chính trị tân tổng thư ký NATO đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có khả năng cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, một nhân vật vốn không có nhiều thiện cảm đối với sự tồn tại của NATO, sẽ trở lại nắm giữ chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ, cũng là cường quốc nắm quyền lực chủ chốt của liên minh. Trong khi đó, các nước đồng Âu trong NATO tiếp tục kêu gọi khối này tăng cường năng lực phòng thủ do lo ngại trước sức mạnh quân sự của Moscow. Cùng với đó là những yêu cầu viện trợ quân sự liên tục được đưa ra từ Ukraine, quốc gia không phải là thành viên của NATO. Trong bối cảnh phức tạp đó, các quan chức và chính trị gia NATO kỳ vọng Tổng thư ký Mark Rutte sẽ tiếp tục duy trì các ưu tiên của người tiền nhiệm. Đó là tập hợp sự ủng hộ cho Kiev, thúc đẩy các nước NATO chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, cũng như duy trì sự tham gia của Mỹ trong việc bảo đảm an ninh châu Âu. Theo giới quan chức và chính trị gia NATO, trên cương vị là người đứng đầu NATO, ông Rutte có thể sẽ phải kiềm chế tính tiết kiệm đặc trưng của người Hà Lan, đồng thời việc thuyết phục tất cả các quốc gia thành viên đầu tư nhiều hơn, nhanh hơn vào khả năng phòng thủ của chính mình. Thách thức đó cũng đang chờ đợi tân tổng thư ký NATO, Mark Rutte. Newsweek đưa tin, Sinbad, cơ quan an ninh Israel đã cáo buộc Tehran thuê công dân Israel thực hiện nhiều vụ ám sát nhằm vào các quan chức cấp cao của Tel Aviv. Cơ quan an ninh này đã ngăn chặn một số âm mưu ám sát các quan chức cấp cao trong thời gian qua và tố cáo Iran có liên quan tới những kế hoạch này. Thông báo của Sinbad viết, trong những tuần gần đây, Sinbad đã phát hiện sự gia tăng đáng kể trong nỗ lực của Iran nhằm tiến hành các cuộc tấn công và mục tiêu ở Israel. Thông báo nói rằng một số người Israel được trả tiền để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Sinbad cáo buộc Iran đã tuyển dụng những người này trên mạng Internet ở các trang tuyển người, tài chính và tiền điện tử. Cũng trong diễn biến liên quan, hồi tháng 9, cơ quan tình báo nội địa Sinbad và cảnh sát Israel ra tuyên bố chung khẳng định họ đã phá một âm mưu ám sát nhắm vào các nhân vật cấp cao của Israel, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan. Theo kết quả cuộc điều tra của Sinbad và cảnh sát Israel, nghi phạm Maman là một doanh nhân có thời gian dài sinh sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông có quan hệ kinh doanh và quan hệ xã hội với nhiều công dân Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Sinbad và cảnh sát Israel cáo buộc người này bị tình báo Iran chiêu mộ để lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công ám sát. Nghi phạm được cho là đã hai lần nhập cảnh bí mật vào Iran, lần gần nhất hồi tháng 8 năm 2024, rồi bị bắt sau khi trở lại Israel từ Iran. Quan hệ Israel-Iran bắt đầu trở nên căng thẳng sau cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 và ngày càng căng thẳng từ đó đến nay. Israel gần đây bùng phát xung đột với Hamas và Hezbollah hai nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn làm dấy lên lo ngại hai quốc gia có thể đối đầu trực diện. Iran gần đây cũng thề sẽ trả thù Israel và đang cân nhắc hành động sau khi thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và chỉ huy cấp cao Hezbollah Fuad Suk bị ám sát. Dư luận quốc tế đang kêu gọi ngăn chặn xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah gia tăng thành một cuộc giao tranh quy mô lớn hơn. Cụ thể, Liên Hợp Quốc đã lên tiếng phản đối chiến dịch trên bộ của Israel tại Liban. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Duzaric nêu rõ, chúng tôi không muốn chứng kiến bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng hối thúc ngừng bắn tại Liban, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng các hành động quân sự của Israel có thể dẫn đến xung đột gia tăng hơn nữa trong khu vực. Washington kêu gọi giảm căng thẳng và thúc đẩy giải pháp ngoại giao để người dân Israel và Liban có thể trở về nhà sau khi bị sơ tán khỏi khu vực biên giới. Tương tự, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Joseph Borrell cũng kêu gọi Israel tránh mọi hoạt động quân sự trên lãnh thổ Liban, nhấn mạnh rằng những hành động này sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Phát biểu sau cuộc họp khẩn của các ngoại trưởng EU, ông Borrell nêu rõ chủ quyền của cả Israel và Liban phải được đảm bảo. Bất kỳ can thiệp quân sự nào nữa đều sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn một cách đáng kể và cần phải tránh điều đó. Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel, IDF, bắt đầu chiến dịch tấn công nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía nam Liban. Theo IDF, chiến dịch nhắm vào các vị trí của Hezbollah tại các làng gần biên giới được cho là mối đe dọa đối với cộng đồng dân cư ở phía bắc Israel. Trong khi đó, một quan chức an ninh Liban cho biết Israel đã tiến hành ít nhất 6 cuộc không kích vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut trong khoảng thời gian từ đêm 30 tháng 9 đến sáng mùng 1 tháng 10, sau khi quân đội Israel phát cảnh báo sơ tán tại đây. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Liban, 95 người đã thiệt mạng và 172 người khác bị thương trong các cuộc không kích này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Thầy Díp, Erdogan cũng đã đề xuất Đại hội đồng Liên hợp quốc khuyến nghị sử dụng vũ lực theo nghị quyết đã thông qua năm 1950 nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không ngăn chặn được các cuộc tấn công của Israel vào Gaza và Liban. Phát biểu sau cuộc họp nội các tại Ankara, ông Erdogan kêu gọi Đại hội đồng Liên hợp quốc nhanh chóng thực hiện thẩm quyền khuyến nghị sử dụng vũ lực như đã làm với nghị quyết Đoàn kết vì hòa bình năm 1950 nếu Hội đồng Bảo an bất lực trước những diễn biến hiện nay. Tổng thống thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi các nước hồi giáo thực hiện các biện pháp kinh tế, ngoại giao và chính trị chống lại Israel để gây sức ép buộc nước này chấp nhận lệnh ngừng bắn. Ông cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Israel có thể nhằm vào các nước này nếu tình hình không sớm dừng lại. Tổng thư ký liên đoàn Ả Rập AL Ahmed Abououngherit cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ Liban. Người đứng đầu AL đã bày tỏ tình đoàn kết với Liban và người dân nước này nhấn mạnh rằng người dân liban đã phải chịu đựng rất nhiều mất mát trong những năm gần đây và cần được hỗ trợ hơn bao giờ hết để vượt qua tình hình nghiêm trọng hiện nay